Thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh hậu Covid-19 và dòng vốn rót vào tín dụng đang bị siết chặt. Nhà đầu tư cũng đang loay hoay tìm những hướng đầu tư mới. Trên thị trường đang xuất hiện hình thức đầu tư mua chung bất động sản trên nền tảng blockchain, gọi là blockchain bất động sản. Đây là mô hình đầu tư đang được quan tâm không chỉ bởi nhà đầu tư mà cả chủ đầu tư dự án cần bán hàng thông qua nền tảng này. Điểm chung của các ứng dụng này là nhà đầu tư chỉ cần số tiền nhỏ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng có thể thông qua các ứng dụng trên để mua chung những bất động sản trị giá từ vài tỷ đồng đến cả chục tỷ đồng. Theo đó, một dự án bất động sản sẽ được chia nhỏ thành nhiều phần để nhiều nhà đầu tư có thể tham gia từ 1 triệu đồng cho đến hàng chục tỷ đồng, tùy vào năng lực tài chính của mình. Chẳng hạn một căn hộ chung cư có giá niêm yết 2 tỷ đồng sẽ được chia thành 200 hoặc 2.000 đơn vị, mỗi đơn vị tương ứng với một số tiền nhất định. Người mua có thể chọn mua một hoặc nhiều đơn vị. Công ty chủ quản sẽ ký hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng. Nhà đầu tư có thể tự mua bán, thỏa thuận giao dịch chuyển nhượng phần bất động sản đó cho người khác. Trong thời gian đầu tư, nếu bất động sản được công ty bán thì tiền lãi sẽ chia đều theo số đơn vị mỗi người tham gia. Mọi giao dịch thực hiện thông qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh. Tuy nhiên, với hình thức mua chung từng phần bất động sản này thì khách hàng cũng không có quyền quyết định đối với bất động sản. Đồng thời, do hình thức đầu tư này chưa được pháp luật công nhận nên khi có xảy ra tranh chấp giữa khách hàng và doanh nghiệp, quyền lợi của khách hàng sẽ không được pháp luật bảo vệ. Đáng nói là giấy tờ sở hữu bất động sản vẫn hoàn toàn thuộc về chủ đầu tư hoặc công ty thực hiện mô hình đầu tư chung. Do đó, dù khách hàng bỏ tiền ra đầu tư vào bất động sản nhưng không có giấy tờ nào chứng minh mình là chủ của căn nhà hay căn hộ đó. Đối với cái hình thức mà mua chung qua fintech ấy, hoặc blockchain ấy, đa phần là mọi người sẽ chỉ nhìn thấy hình ảnh thôi. Và sau đó thì tất cả mọi người là mua chung thì được xác nhận thông qua một cái tài khoản trên mạng là tôi đã góp bao nhiêu tiền. Thì cái hoạt động đấy là hoạt động nó không thể xác định được về vấn đề pháp lý. Ví dụ cái lô đất đấy là đã là ai là người cầm, người chủ sở hữu, rồi thì là được pháp luật thừa nhận hay không, rồi có cơ quan pháp luật là xác minh được cái việc đóng góp vốn đấy là hợp pháp hay không thông qua các cái hợp đồng như chữ ký điện tử được xác minh là chữ ký số, hoặc là phải có cơ quan nhà nước như thừa phát lại để xác minh được cái hoạt động đầu tư chung đấy nó có diễn ra thực tế hay không. Nếu như mà thông qua blockchain mà không qua các hoạt động truyền thống mà chỉ hoàn toàn trên mạng thì rất là dễ một ngày nào đó cái ứng dụng biến mất thì tất cả các vốn liếng của nhà đầu tư có thể bị biến mất. Thưa quý vị, thời gian qua, trên thị trường xuất hiện hình thức mua chung bất động sản dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ tài chính. Với số tiền từ vài chục triệu là nhà đầu tư có thể mua chung những bất động sản trị giá từ vài tỷ đến cả chục tỷ đồng. Tuy nhiên, hình thức kinh doanh này chưa được quy định cụ thể trong luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng. Trong chương trình Thương trường và Pháp luật hôm nay của Truyền hình Nhân dân, với sự có mặt của hai chuyên gia, chúng ta sẽ cùng trò chuyện và bàn luận chung quanh chủ đề này. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Nguyễn Thế Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Vâng, xin chào biên tập viên và khán giả. Và luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty luật SB Law, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Vâng, xin chào biên tập viên và xin chào khán giả của Truyền hình Nhân dân. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình Thương trường và Pháp luật hôm nay của chúng tôi. Tại Việt Nam thì hình thức mua chung từng phần bất động sản qua các ứng dụng công nghệ tài chính mới xuất hiện trong vòng vài năm trở lại đây và hiện còn khá mới mẻ. Hiện nay hình thức này đang được phát triển như thế nào, thưa ông Điệp? Hiện nay có thể nói là ngành bất động sản đang phát triển rất là mạnh mẽ tại Việt Nam. Cho nên cái hình thức mua bán nó cũng có những cái thay đổi so với cái hình thức truyền thống ngày xưa. Hiện nay thì có thể nói là từ cái chuyển đổi số hóa bất động sản cho nên là nó nở rộ các cái phương án, các cái mô hình huy động vốn rất là mới. Đấy, như là nó như là một cái xu thế, nó như xu thế là có thể nói là người có nhiều tiền cũng có thể đầu tư được bất động sản và nhiều ít tiền cũng đầu tư được bất động sản, thậm chí là trước đây là phải vài trăm triệu hoặc là vài tỷ có thể mới đầu tư được bất động sản, nhưng bây giờ có thể vài chục triệu cũng có thể đầu tư bất động sản được. Thì tôi cho đây là một cái xu thế mà tất yếu nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên thì những cái hình thức này thì tôi cho là đây nó là rất là mới, cho nên là chính vì lẽ đó mà có lẽ các cơ quan quản lý cũng như là xã hội cũng cần quan tâm và chúng ta phải nhìn nhận và đánh giá nó ở một cái góc độ như thế nào thật là chuẩn để mà chúng ta cùng đồng hành. Tôi cho đây cũng là một cái hình thức rất là mới mà tôi cho là chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu, cần phải có những cái định hướng để làm sao mà cái mô hình này nó phát triển một cách lành mạnh, để làm sao tạo cho thị trường một cái nguồn lực
Vâng. Có thể nói là sau khi mà dịch Covid-19 xảy ra tại Việt Nam thì hình thức mua bán đầu tư bất động sản qua các ứng dụng Fintech này trở nên rất phổ biến. Và đáp ứng được cái nhu cầu này thì các hình thức này lại càng nở rộ hơn. Vậy thì bản chất của nó là gì thưa luật sư? Cái hình thức này thì người ta áp dụng giống như anh Điệp vừa nói, có nghĩa là áp dụng cái công nghệ vào trong cái việc là thu hút cái vốn đầu tư của xã hội. Các cái công ty công nghệ tài chính người ta sử dụng cái công nghệ, trong đó có cái công nghệ chuỗi khối là blockchain, để người ta chia nhỏ những cái một cái mảnh đất ra thành rất nhiều các cái phần khác nhau đấy, và sau đó thì người ta kêu gọi vốn của xã hội, ví dụ như là 1 triệu hoặc là 10 triệu, 100 triệu cũng có quyền tham gia vào cái mô hình này. Và sau đó thì cái người đấy là không phải sở hữu trực tiếp cái mảnh đất đấy, mà sở hữu thông qua một cái gọi là token, một cái mảnh như thế. Và sau khi sở hữu thì cái người đó hoàn toàn có quyền là mua bi bán lại, trao đổi, là nó như một cái dạng tài sản. Thì đây là một, tôi nghĩ là như anh Điệp nói, nó là một cái hình thức rất là mới. Thưa luật sư, thế nếu mà các nhà đầu tư mà sử dụng công nghệ tài chính để mua chung một bất động sản thì người ta được coi là đồng sở hữu không? Do hiện nay thì cái mô hình này ở Việt Nam chưa có một cái văn bản pháp lý nào, một cái hành lang pháp lý nào nó điều chỉnh. Thế vì vậy mà tôi chỉ có thể căn cứ vào các cái quy định. Thứ nhất là quy định của Bộ Luật Dân sự. Thứ hai là quy định của Luật Đất đai. Thứ ba là quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản. Thì trong hai cái quy định của luật Bộ Luật Dân sự và Luật Đất đai thì nếu mà những cái người này là tất cả mua chung một cái bất động sản đấy thì họ sẽ trở thành gọi là đồng sở hữu cái bất động sản đấy. Và cái trong trường hợp này thì đối với bất động sản thì nó có một khái niệm là sở hữu chung hợp nhất, và những cái giao dịch mua bán định đoạt đối với cái tài sản đấy thì là sở hữu chung hợp nhất, thì là phải tất cả những cái thành viên của cái chủ sở hữu của cái mảnh đất đấy, người ta đồng ý thì mới có thể là định đoạt được cái mảnh đất đó. Vâng, sẽ rất khó có thể có một sự đồng thuận của tất cả các nhà đầu tư được, càng nhiều nhà đầu tư thì càng khó đồng thuận. Thưa ông Điểm, theo ông thì cái quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với bất động sản khi mà mua chung như thế nào? Hiện nay thì nó cái mô hình mua chung ấy là người ta phát hành cái token ấy, như vậy là nhiều người sở hữu, cho nên là và người đầu tư là gọi là hợp tác đầu tư chứ không phải là đầu tư thuần túy nữa, cho nên là được ăn thua chịu, có nghĩa là người ta cùng chung cái trách nhiệm đó. Nhìn ở góc độ nào đó thì tôi cho là nó rất tích cực, nó bắt nhịp với cái thị trường thế giới. Vâng, nhưng mà thưa ông, thế quyền của nhà đầu tư thì được thể hiện như thế nào? Đây nó mang tính hợp tác đầu tư đấy, đầu tư nhưng thật ra là bản chất là hợp tác đầu tư chứ nó không phải là đầu tư thuần túy, không phải là chỉ có là như là gửi tiết kiệm chẳng hạn. Đây nó lại là hợp tác đầu tư, cho nên là các cái chủ đầu tư và nhà đầu tư thì cùng chia sẻ cái lợi ích nếu như cái hoạt động nó có kết quả cao. Việt Nam chưa có một cái luật hay là cụ thể một cái điều khoản quy định cụ thể gì để quản lý loại hình này, mà dường như là chúng ta vẫn đi sau so với những cái diễn biến trên thị trường. Ông có nghĩ rằng chính đây là cái góc khuất để tiềm ẩn rủi ro cho hình thức đầu tư này không? Tôi cho rằng là với cái hình thức này nó đang nở rộ như vậy và thực sự nó cũng có cái tác dụng nhất định trong vấn đề huy động vốn, thì rõ ràng về mặt cơ chế chính sách chúng ta cũng phải nhìn nhận ở cả hai góc độ. Một là nó là xu thế, hai nữa là chúng ta có những cái định hướng và có những cái cơ chế chính sách làm sao để cho nó tạo cho nó động lực để nó phát triển, nhưng mà tuy nhiên phải giám sát được nó. Thì đây là những cái mà tôi nghĩ rằng là các nhà quản lý cần phải nhìn nhận vấn đề và định hướng cho nó được chuẩn. Vâng, thưa luật sư, gần đây thì các công ty fintech đã mở ra những cái sàn giao dịch mà trong đó người ta có thể tham gia đầu tư vào mua chung bất động sản qua các ứng dụng công nghệ tài chính như là người ta đang chơi chứng khoán. Ông nghĩ như thế nào về cái tồn tại này ở trên thị trường hiện nay, cả về tích cực lẫn về mặt tiêu cực? Cái mô hình mà cái sàn giao dịch token hóa hoặc là giao dịch bất động sản trên cơ sở fintech blockchain ấy, thì tôi nghĩ là đây là một cái xu hướng tích cực, bởi vì cái này thì thế giới người ta cũng đã có cái kinh nghiệm người ta làm rồi, và bây giờ Việt Nam thì một số công ty đi đầu, người ta với cái sự phát triển của công nghệ thì người ta sử dụng và người ta bằng nhiều cách khác nhau để huy động vốn của xã hội vào kinh doanh, và đây cũng là một cái kênh hay cho những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ mà trước đây thì nếu mà đầu tư hình thức kinh doanh bất động sản truyền thống thì không thể tham gia được.
Tuy nhiên thì cái điểm tiêu cực của nó thì tôi nghĩ là nó có mấy cái điểm tiêu cực mà nhà đầu tư cũng cần quan tâm. Nhất ấy là đây là một cái hình thức mới, thế vì vậy mà nó chưa có những cái tiền lệ, rồi cũng chưa có các cái quy định của pháp luật để điều chỉnh. Thế vì vậy mà một số các cái chủ sàn thì đôi khi là người ta dựng lên các cái sàn, và có thể là một số cái người mà có cái ý định xấu, cũng như là dựng lên cái mô hình này sẽ chỉ được sử dụng như là một cái kênh để người ta dẫn vốn vào. Và cũng có thể là một số cái trường hợp giống như là một số các sàn về tiền điện tử chẳng hạn, hoặc tiền ảo chẳng hạn, họ dựng lên, họ thu hút vốn, sau đó thì họ đánh sập và họ nhà đầu tư sẽ có nguy cơ là bị lừa đảo, chiếm đoạt và bị mất vốn. Hiện nay thì chưa có một cái cơ chế nào để quản lý cả. Ví dụ như là làm một cái kinh doanh gì đó mà có nhiều rủi ro chẳng hạn, thì ví dụ như là quy định của luật là người ta quy định là ông làm cái này thì ông phải đóng ký quỹ cho tôi và phong tỏa tại một cái tài khoản của ngân hàng. Thế vì vậy mà khi mà có cái rủi ro thì nhà nước có thể lấy được cái phần tiền ký quỹ đi ra, có thể san sẻ lại một số rủi ro, nhưng mà do cái hình thức này thì không có một cơ sở pháp lý nào cả. Thế vì vậy mà hoàn toàn là do các cái chủ sàn người ta lập lên, và các cái hợp đồng thì cũng không thể thay đổi được, và nhà đầu tư cứ phải theo cái hợp đồng của họ thôi. Và đôi khi là nhà đầu tư cũng không cần biết, không cần đọc theo cái điều khoản được cài cắm ở trong các cái hợp đồng đó, mà chủ yếu quan tâm đến là tôi có tương đối tiền, tôi đầu tư được bao nhiêu token, lãi suất bao nhiêu. Người ta đang nhà đầu tư, người ta chỉ quan tâm đến cái đấy thôi. Vậy thì ngoài cái đầu tư, ngoài cái rủi ro mà luật sư vừa mới trình bày, thì còn cái rủi ro nào khác dành cho phía các nhà đầu tư không? Tôi nghĩ là cái rủi ro khác cho những nhà đầu tư ấy, đó là các cái nhà đầu tư thì tôi nghĩ là không phải ai cũng là những cái nhà đầu tư thông thường, là ai cũng hiểu về cái lĩnh vực blockchain hoặc là lĩnh vực fintech. Và khi mà chúng ta đầu tư vào một cái lĩnh vực mà chúng ta không chuyên sâu, chúng ta làm chỉ theo hình thức là phong trào và theo cái xu hướng của xã hội, thì cái nguy cơ thua lỗ và nguy cơ mất vốn là tương đối là cao. Ngoài ra thì còn một cái nữa là cái rủi ro về mặt pháp lý, có nghĩa là cái tranh chấp xảy ra. Và khi mà một cái vụ việc mà đã tranh chấp xảy ra với số tiền rất là lớn, đòi hỏi các cái cơ quan tư pháp rồi tòa án người ta giải quyết cái vụ việc khoảng 3 đến 4 năm, thì cái nguy cơ nhà đầu tư lấy lại số tiền sau khi có cả bản án là tương đối là lâu. Theo tôi nghĩ là như thế. Thông điệp từ phía các nhà đầu tư bất động sản thì ông đánh giá như thế nào về những rủi ro mà các nhà đầu tư có thể gặp phải? Rõ ràng là về cái tiềm năng, và nó tiếp cận với không những là thị trường trong nước mà nó tiếp cận với cái nguồn đầu tư nước ngoài rất là tốt. Tuy nhiên thì nó cũng có cái mặt trái của nó. Tại vì nếu như thực sự các cái doanh nghiệp không đủ năng lực hoặc là không làm thật thì rõ ràng cái rủi ro rất cao. Tại vì thực ra là họ đưa ra cái lợi nhuận rất cao mà. Cho nên nếu như chúng ta không có đủ năng lực, các doanh nghiệp đó không đủ năng lực để mà phát triển hoặc là làm ra cái lợi nhuận cao, thì rõ ràng đây là cái sự rủi ro rất là lớn đối với nhà đầu tư. Thưa ông, trên thực tế thì đã có trường hợp nào mà nhà đầu tư bị các chủ sở hữu mà bán bất động sản cho ấy, bỏ của chạy lấy người để lại các nhà đầu tư bơ vơ không? Như chúng ta được biết thì cái hình thức này thì nó mới phát triển. Thực ra là nó đang nở rộ và nó mới phát triển, cho nên là tôi nghĩ rằng là trong một vài năm vừa qua thì chưa xuất hiện những cái trường hợp tranh chấp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây cũng là những cái cảnh báo mà chúng ta cần phải cảnh báo cho các nhà đầu tư để lường hết những vấn đề. Vâng, có nhiều ý kiến cho rằng là cái mô hình hoạt động này ở Việt Nam nó có một cái hơi hướng biến tướng của kinh doanh đa cấp. Luật sư có nghĩ như vậy không ạ? Trong nhiều trường hợp thì để phát triển cái thị trường nhanh, người ta sẽ huy động những cái người mà tham gia gọi là đội ngũ sale ấy. Sau đó ngũ sale thì sẽ sử dụng có thể là cái hình thức của phương thức kinh doanh đa cấp, với cái hình thức là yêu cầu là trả cái commission fee, là cái phí hoa hồng môi giới ấy, lên rất là cao. Thế vì vậy mà để thu hút rất là nhiều người tham gia. Thì tôi nghĩ là cũng có một số các cái sàn hoặc là một số các cái chủ đầu tư, người ta sử dụng cái mô hình đa cấp để người ta hút vốn vào cái hệ thống, vào cái sàn của người ta để bán được nhiều token. Đa cấp thì là một cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ áp dụng cho mô hình hàng hóa, và trong cái nghị định 40 thì cũng đã cấm cái hình thức là sử dụng đa cấp để vào hoạt động tài chính rồi huy động vốn như thế. Thì còn nếu mà các chủ đầu tư mà sử dụng cái hình thức đa cấp trá hình để thu hút vốn vào thì rõ ràng đấy là hành vi vi phạm pháp luật rồi.
và nhà đầu tư cũng hết sức chú ý và lưu ý. Đây là một mô hình rất mới, và chúng ta cần phải kiểm soát được cái hoạt động của mô hình này. Đúng. Tuy nhiên chúng tôi cũng vẫn muốn nhấn mạnh rằng là vì là một mô hình mới cho nên là không có thể đảm bảo về tính minh bạch cũng như là cái tính pháp lý của cái mô hình này. Do đó các nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng khi mà đưa ra quyết định đầu tư, nhất là trong trường hợp mà cái khả năng hoàn vốn gần như là không được hoàn vốn ý, hoàn toàn là có thể xảy ra. Đúng, có thể. Thưa quý vị, chưa có gì để bảo đảm chắc chắn là các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi khi tham gia mua chung bất động sản qua ứng dụng công nghệ tài chính, bởi pháp luật Việt Nam chưa công nhận hình thức kinh doanh này. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư lại đang lầm tưởng là khi bỏ tiền ra mua một phần, tức là đã sở hữu một phần bất động sản đó. Nhưng thực tế lại không đúng như vậy, bởi giấy tờ pháp lý chứng minh chủ sở hữu lại mang tên chủ đầu tư. Luật kinh doanh bất động sản nhà ở hiện nay chỉ bảo vệ người mua bất động sản hoàn chỉnh và đứng tên sở hữu và mua cổ phiếu thì có luật chứng khoán bảo vệ. Trong khi đó, người mua một phần bất động sản không thuộc phạm vi pháp luật điều chỉnh, vì vậy rủi ro rất cao. Trên thế giới, quỹ đầu tư tín thác bất động sản là mô hình giải quyết hai yếu tố quan trọng là người ít tiền vẫn đầu tư được, đồng thời có thể phân tán rủi ro qua nhiều loại bất động sản mà không cần nhiều tiền. Tại Việt Nam, việc đầu tư chung bất động sản giá trị lớn từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng thường là một nhóm nhà đầu tư thân quen cùng góp vốn và cho một người uy tín đứng tên sở hữu sổ đỏ, kèm theo giấy chứng nhận vi bằng góp chung của mọi người theo tỷ lệ góp, hoặc mọi người cùng đứng chung sở hữu sổ đỏ và có giấy chứng nhận vi bằng góp chung của mọi người theo tỷ lệ góp vốn. Còn hình thức mua chung từng phần bất động sản qua các ứng dụng công nghệ thực chất là phương thức huy động tài chính của các chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản. Thay vì phát hành cổ phần, trái phiếu, đơn vị phát triển dự án, chủ đầu tư hoặc sàn phân phối bán bất động sản theo phần và một phần tương đương giá trị một cổ phần. Nhà đầu tư cần phải hiểu đây là phương thức đầu tư tài chính, chỉ dựa vào hợp đồng hợp tác với đơn vị phát hành. Người mua phần giá trị tài sản đó cũng không thể xác lập quyền sở hữu và định đoạt số phận tài sản đó. Vì vậy, cần thiết phải có hành lang pháp lý cho mô hình này. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, đầu tư bất động sản, nhất là trên các nền tảng công nghệ, nhà đầu tư rất cần lưu ý tính pháp lý, quyền của nhà đầu tư đối với tài sản được mua chung. Ngoài ra, tiềm lực tài chính của chủ đầu tư dự án phải mạnh nhằm bảo đảm doanh nghiệp có đủ khả năng chi trả lợi nhuận cố định hay lợi nhuận tối thiểu đúng lộ trình đã cam kết. Các nhà đầu tư ấy, khi mà tham gia mua chung bất động sản thì chọn một cái sàn uy tín, tức là cái sàn đấy phải có danh tính, chứ không phải là một cái sàn mà tôi không biết nó là ở đâu, nó ở nước ngoài hay Việt Nam. Cái danh tính đấy phải được một số các cái cơ quan nhà nước cho phép. Đấy. Thứ hai nữa là cái việc mà thanh toán chuyển tiền phải chú ý rằng là phải thông qua các hoạt động thanh toán mà thông qua một công ty và được mở tài khoản để mua chung chẳng hạn như vậy. Hoặc là coi như là đặc biệt là cái việc vấn đề liên quan đến xác định là cái góp vốn đấy, mua chung cũng có thể thông qua hợp đồng góp vốn thì nó phải được pháp luật thừa nhận, ví dụ như là thừa phát lại, thừa nhận cái việc góp vốn đấy là đã xảy ra diễn ra với những người có thật, với danh tính thật, với cái thông tin thật sự, thì như vậy thì là có thể yên tâm hơn một chút. Tức là chung chỉ là công nghệ hóa các cái truyền thống thôi thì được. Còn nếu như mà cái việc mua chung đó mà lại hoàn toàn tách biệt khỏi các cái hoạt động pháp lý truyền thống thì tôi nghĩ rằng là rất là rủi ro. Xin được trở lại chương trình với luật sư Nguyễn Thanh Hà. Thưa ông, pháp luật Việt Nam đã có quy định về mô hình mua chung bất động sản chưa? Đối với cái hình thức là đồng sở hữu bất động sản dựa trên mô hình blockchain và của công ty fintech thì hiện nay thì quy định của pháp luật là khoảng trống và chưa có bất kỳ một cái văn bản quy định của pháp luật nào áp dụng cho cái mô hình này. Nếu mà trong trường hợp mà áp dụng theo cái mô hình là sở hữu chung hợp nhất của đối với lại cái bất động sản đã sổ đỏ chẳng hạn, thì ví dụ như là 100 người mà sở hữu cái bất động sản theo cái hình thức này chẳng hạn thì phải ghi nhận là 100 người trên cái sổ đỏ. Nếu mà áp dụng theo cái hình thức pháp luật hiện nay ấy. Đấy, tuy nhiên có khả thi không ạ? Hiện nay như thế thì không khả thi. Đấy thì người ta mua bán là mua bán trên mạng cơ mà. Đúng không? Không có phần phải ra công chứng là để ký hợp đồng rồi xong rồi mang đến phòng tài nguyên môi trường để sang tên đâu. Đấy thì đấy là một cái mà nó có một cái khoảng trống pháp lý giữa cái thực tế hình thức này và các cái quy định của luật ra. Thế vì là cái có khoảng trống pháp lý đó thì có nghĩa là quyền của các nhà đầu tư chưa được đảm bảo và có nghĩa là các nhà đầu tư phải đối diện với rất nhiều rủi ro đúng không ạ? Thì đương nhiên rồi, trong cái hình thức như thế này ấy, thì rõ ràng là ông chỉ đứng tên ở trên cái hợp đồng hợp tác đầu tư, thế còn như là chủ đầu tư này vẫn giữ cái bất động sản đó và người ta chỉ token hóa cái tài sản đó ra thôi và mình chỉ sở hữu là sở hữu cái một phần. Phần một phần và đôi khi là token là một cái ảo
Đấy. Và mình có thể là tài sản hóa cái tài sản đấy bằng cách là mình bán lại cho chủ đầu tư và bán lại cho bên thứ ba. Đấy, chứ còn mình không thể đứng tên ở trên cái sổ đỏ như cái mô hình kinh doanh bất động sản truyền thống được. Vâng, thưa ông Điệp, khi mà mua chung từng phần bất động sản qua các ứng dụng công nghệ tài chính thì ai là người sẽ được đứng tên bất động sản đó ạ? Luật sư Hà đã nói đến là tất nhiên là chủ đầu tư vẫn là đứng. Còn các cái nhà đầu tư là như các bạn biết là người ta phát hành cái token là cái giá trị nó tương ứng với cái giá trị đầu tư thôi, chứ không thể là toàn bộ cái sổ đỏ được. Thế cho nên là cái việc mà tôi cho là có thể xu thế đầu tư, có thể là lợi nhuận, có thể là rất thanh khoản. Nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng có một cái rủi ro trong đó. Tôi thế cho thì có nghĩa là chủ đầu tư vẫn nắm đằng chui đúng không ạ? Đương nhiên thì là chúng ta thấy. Còn nếu tôi đang mua đầu tư, tôi sẽ chỉ được nắm được một cái token rất là ảo, không có cầm được, không có nắm được đúng không ạ? Không, đương nhiên thì chủ đầu tư người ta có cam kết và có những cái mà thí dụ là anh đầu tư lớn thì nó có những cái thế chấp và có những cái mà anh phải cầm một cái tài sản nào đó. Chẳng hạn như anh đầu tư vài tỷ thì có thể sẽ được cầm một cái tài sản tương đương với 30 hoặc là 40%, thậm chí 50%. Và cái lợi nhuận vẫn chảy vào hàng tháng, hàng ngày. Vâng. Và thưa luật sư, như là ông Điệp vừa mới chia sẻ thì chủ đầu tư vẫn là người mà đứng tên sổ đỏ, đứng tên chủ sở hữu. Vậy thì cái rủi ro này nhìn từ phía pháp luật thì đối với các nhà đầu tư, ông đánh giá như thế nào? Tôi nghĩ là do chúng ta thiếu vắng cái quy định pháp luật và vì vậy mà có thể là nhà đầu tư sẽ rất là nguy hiểm, là nhà đầu tư sẽ lắm đằng lưỡi chứ không phải đằng chuôi, bởi vì chủ đầu tư vẫn là người mà đứng trên cái sổ đỏ đó. Và nếu mà trong trường hợp mà ví dụ như là một số các cái chủ đầu tư người ta khó khăn chẳng hạn, người ta có thể chuyển nhượng cái bất động sản đấy cho bên thứ ba, bởi vì người ta mới là người lắm cái tài sản đấy mà. Bên cạnh đó thì có thể là chủ đầu tư là cái người mà cầm trịch cái cuộc chơi. Thế vì vậy mà ví dụ như là người ta có thể ép những cái người mà mua cái token chẳng hạn là bán lại cho họ với giá thấp đi chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là chính chúng ta mua là ví dụ như là 1 triệu đồng một token ở cái giai đoạn này, nhưng mà bằng một số các cái thủ đoạn khác nhau chẳng hạn, thì nhà chủ đầu tư người ta có thể ép là token là người ta bảo hiện nay thì cái giá đất ở khu vực này nó xuống chẳng hạn. Đấy, và chúng ta rất là khó giao dịch thì tôi ép anh là anh phải chuyển nhượng lại cho chúng tôi 800.000 một token chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cái rủi ro mà nhà đầu tư có thể mất vốn trong một số các trường hợp, bởi vì mình không phải là người quyết định. Bởi vì thông thường là nếu mà sở hữu cái bất động sản thông thường chẳng hạn, đúng không, thì mình mới là người quyết định chuyển nhượng với cái giá nào. Nhưng mà trong trường hợp này, cái việc mà tham gia vào cái thị trường và giao dịch như thế nào thì mình cũng không phải là người quyết định duy nhất, mà chủ đầu tư rồi các cái đồng sở hữu với mình là người ta cũng có quyền quyết định với việc chuyển nhượng với giá bao nhiêu cơ mà. Thì đấy là cái mà cái rủi ro. Với một cái rủi ro rất lớn như thế này thì theo luật sư cần có một hành lang pháp lý như thế nào đối với loại hình này ạ? Tôi nghĩ là cái hành lang pháp lý thì trước mắt thì tôi nghĩ là các cái nhà làm luật, các nhà làm chính sách ấy, cũng nên lưu ý. Bởi vì thay vì chúng ta chạy theo cái sự phát triển của cái hiện tượng, của cái thực tế, thì khi mà manh nha xuất hiện cái mô hình này thì tôi nghĩ là các cơ quan nhà nước cũng lên là lưu tâm và đề ra một cái chiến lược trong cái việc là xây dựng cái hành lang pháp lý để bảo vệ cái nhà đầu tư. Thì xây dựng cái hành lang pháp lý thì ít nhất phải dựa trên hai cái thực tế. Cái thực tế thứ nhất đó là lên đưa cái mô hình này vào cái mô hình là thử nghiệm, là sandbox. Bởi vì khi mà một số cái mô hình nó vào Việt Nam ấy thì nó sẽ biến tướng theo cái điều kiện kinh tế của Việt Nam. Thế vì vậy mà chúng ta cho thử nghiệm 2 năm hoặc là 3 năm, 5 năm ấy, và chúng ta có cái sự giám sát và chỉ định một số các cái doanh nghiệp mà có uy tín trên thị trường và mong muốn tham gia vào cái thị trường này. Sau đó thì chúng ta xem xét cái sự phát triển của nó và từ đó thì rút ra cái kinh nghiệm, cái thực tiễn để chúng ta xây dựng luật và chính sách cho nó sát. Thứ hai nữa đó là kinh nghiệm của quốc tế người ta đã có rồi, thì các cái nhà làm luật chính sách có thể tham khảo kinh nghiệm của quốc tế và áp dụng cái mô hình của cái sandbox đấy, có nghĩa là cái mô hình mà thử nghiệm đó, để chúng ta xây dựng chính sách và chúng ta sau có một cái lộ trình thay vì là chúng ta thả nổi như hiện nay. Để ban hành được một nghị định, một cái luật thì nó cũng tương đối là lâu, ví dụ như là nó phải mất đến 2 đến 3 năm đối với một số các lĩnh vực thông thường. Thì tôi nghĩ là với những cái lĩnh vực công nghệ như thế này thì chúng ta nên xây dựng pháp luật nó ngắn hơn với cái thời gian thông thường, và để làm sao mà nó cái văn bản pháp luật không phải là chỉ phục vụ một
cái mục đích quản lý của nhà nước, mà cái văn bản pháp luật nó phải là cái mục tiêu chính của nó là sự thúc đẩy của cái sự thị trường và thúc đẩy một cái ngành, một cái lĩnh vực nó phát triển bên cạnh cái mục tiêu quản lý. Thì đấy là cái mà tư duy trong cái việc xây dựng pháp luật hiện nay, trong đặc biệt là trong cái lĩnh vực bất động sản vô chung này. Tôi bổ sung thêm cho anh Hà, tôi cũng rất đồng tình là đây cũng là cái mô hình rất là mới mà chúng ta cần phải thí nghiệm. Vâng. Và cần phải đưa ra những cái định hướng dẫn dắt để làm sao mà chúng ta vừa phát triển, chúng ta vừa tạo động lực cho nó, nhưng mà chúng ta vẫn có thể kiểm soát được nó. Như vậy chúng ta có thể tận dụng được cái mô hình mới này đúng không ạ? Bởi vì nếu mà sử dụng một cách đúng mực và có một sự quản lý của luật pháp, của các cơ chế, thì đây hoàn toàn có thể là một kênh huy động vốn rất tốt cho những cuộc chơi, cho những nhà đầu tư có thể tham gia. Thưa ông Điệp, với góc nhìn từ phía Hiệp hội Bất động sản cũng như là từ phía của một người mà đã kinh qua rất nhiều năm làm chủ đầu tư, thì ông có bổ sung gì ý kiến về việc xây dựng hành lang pháp lý cho loại hình này không? Rõ ràng là đây là một cái sự một cái mô hình phát triển mới, chính vì lẽ đó mà có thể nói để nó phát triển tốt, để mà nó mang tính đột phá thì cũng cần phải có bàn tay nhà nước tham gia. Có nghĩa là chúng ta có những cái định hướng và chúng ta có những mô hình thử nghiệm, chúng ta đưa ra những cái giải pháp để làm sao mà nó vẫn phát triển được, nó vẫn tạo động lực cho nó phát triển, nhưng mà chúng ta vẫn quản trị được nó, uốn nắn nó ngay từ đầu để nó không đi đến sai phạm. Thì đây là cái mà tôi nghĩ rằng là thuộc về cơ quan quản lý nhà nước, chúng ta cần phải có cái định hướng tốt. Vâng. Trong khi mà khung khổ pháp lý vẫn chưa có quy định cụ thể về cái việc là mua chung từng phần bất động sản, thì luật sư có lời khuyên nào dành cho các nhà đầu tư không? Cái lời khuyên của tôi với nhà đầu tư thì có mấy cái lưu ý. Khi mà nhà đầu tư tham gia vào cái thị trường này thì thứ nhất là tôi nghĩ là nhà đầu tư cũng cần tham vấn một số các cái ý kiến về các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia về công nghệ, về tài chính mình, để hiểu rõ bản chất của cái mô hình này là cái gì. Thứ hai là chúng ta lên kinh nghiệm là bây giờ Internet nó rất là cởi mở, chúng ta lên các cái mạng chia sẻ ở thế giới chẳng hạn, để chúng ta xem là những cái thế giới người đã giao dịch cái này như thế nào, có những cái án lệ nào về việc giải quyết các cái tranh chấp này ở nước ngoài hay chưa, để chúng ta biết. Thứ ba là khi nhà đầu tư tham gia thì bên cạnh vấn đề là quan tâm đến cái số tiền bỏ ra và lãi suất kỳ vọng mà chúng ta nhận được ấy, thì chúng ta cũng phải quan tâm đến cái uy tín của cái chủ đầu tư. Ví dụ như là uy tín của chủ đầu tư là một cái rất là quyết định đối với những cái dự án này, bởi vì một số các cái chủ đầu tư mà không có tên tuổi, chủ đầu tư mới mà chỉ sử dụng cái này để thu hút vốn vào và đánh sập sàn chẳng hạn, thì sẽ rủi ro. Và bên cạnh đó thì một cái yếu tố kinh tế tôi nghĩ là rất là quan trọng, đó là thay vì chúng ta đầu tư một số tiền rất là lớn tất tay vào những cái mới này, thì chúng ta có thể làm thử nghiệm. Nhà đầu tư thử nghiệm ấy là nhà đầu tư có thể là đầu tư một ít để chúng ta vừa làm vừa hiểu và học cái thị trường. Sau đó thì chúng ta đợi cái hành lang pháp lý nó đầy đủ rồi những cái thực tiễn thì chúng ta quyết định, thay vì là chúng ta bỏ hết tiền vào để chúng ta đầu tư. Vâng, nếu là tôi chờ hành lang pháp lý ra tôi đầu tư cũng chưa muộn. Vâng, thưa ông Điệp, ông có lời khuyên nào dành cho các nhà đầu tư không ạ? Rõ ràng là các nhà đầu tư thì cần phải có kỹ năng và khôn ngoan hơn. Tại vì những cái mô hình mới này thì nó có thể nói là cái lợi nhuận nó rất cao, tuy nhiên thì nó đi theo đó là rủi ro. Cho nên là chúng ta cần phải cân nhắc trước khi đầu tư là xem là chủ đầu tư là ai, và người ta đã có những cái thời gian như thế nào, và cái uy tín của ta đến đâu, thì chúng ta hãy đầu tư. Đây là những cái mà tôi nghĩ rằng là các nhà đầu tư thứ cấp cần phải biết rõ như vậy. Vâng, có thể nói là đây là một loại hình rất mới, mới xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên lại được rất nhiều người quan tâm, bởi vì đây là một hình thức đầu tư rất thuận tiện, như là chơi chứng khoán vậy. Tuy nhiên nó lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro vì nó quá mới. Và qua đó thì các nhà đầu tư cũng nên cẩn trọng khi mà đưa ra quyết định đầu tư vào loại hình này. Xin cảm ơn sự tham gia của hai vị khách mời đến với chương trình với những chia sẻ rất sâu sắc và rất là thực tế dành cho các nhà đầu tư. Và qua chương trình thì chúng tôi cũng hy vọng là các nhà đầu tư sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn về loại hình này để đưa ra quyết định đúng đắn khi mà quyết định tham gia vào đầu tư từng phần bất động sản qua các ứng dụng tài chính. Thưa quý vị, hình thức mua chung bất động sản từng phần qua ứng dụng công nghệ tài chính chưa được pháp luật quy định. Hợp đồng mua bán giữa hai bên không có tính pháp lý, và bản chất của các giao dịch này chính là hình thức huy động vốn có cam kết lợi nhuận. Nhà đầu tư rất dễ bị lầm tưởng là khi đầu tư vào bất động sản thì sẽ được cùng sở hữu bất động sản đó. Chúng ta đang thiếu hành lang pháp lý cho hình thức kinh doanh bất động sản này. Các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng khi quyết định tham gia. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.